đến với kênh tin tức của Sao. Và sau đây là bản tin Yuna xinh đẹp rạng rỡ trong sự kiện cùng Mỹ Nam Lâm Canh Tân. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nằm trong khuôn khổ hoạt động tuyên truyền cho phim truyền hình Võ Thần Triệu Tử Long, chiều ngày 30 tháng 3, đoàn làm phim đã có sự kiện ra mắt báo giới và truyền thông tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tới dự sự kiện là toàn bộ dàn diễn viên chính của phim cùng đạo diễn, biên kịch. Trong đó, nữ ca sĩ diễn viên Yuna đón nhận tình cảm nồng nhiệt của truyền thông và người hâm mộ có mặt tại đây bởi vẻ ngoài xinh đẹp, khả năng nói tiếng Trung tốt. Tại sự kiện họp báo, Yuna chia sẻ nhiều điều về bộ phim Võ Thần Triệu Tử Long mà cô có cơ hội hợp tác cùng tài tử Lâm Canh Tân. Khi nói về sự khác nhau giữa việc quay phim ở Trung và ở Hàn, cô cho biết ở Trung thì sau khi quay phim xong mới bắt đầu chiếu, còn ở Hàn thì vừa quay vừa chiếu luôn. Nói về tình đồng nghiệp, Yuna cho biết cô rất thân với bạn diễn Tôn Kiêu Kiêu. Hai người thường xuyên trò chuyện bằng tiếng Trung. Khi được MC hỏi hai người đã nói những chuyện gì trên sân khấu, Yuna chia sẻ hai người đang bàn nhau tối nay sẽ đi ăn món gì cùng với nhau. Về phía nam diễn viên Lâm Canh Tân, trong sự kiện này, anh cũng hé lộ một vài chi tiết liên quan tới bộ phim Võ Thần Triệu Tử Long. Lâm Canh Tân chia sẻ, anh và Yuna không hề có cảnh hôn trong phim, hai người chỉ có cảnh hô hấp nhân tạo mà thôi. Theo lịch trình, Võ Thần Triệu Tử Long sẽ ra mắt khán giả xứ Trung vào ngày 3 tháng 4 trên đài Hồ Nam, Trung Quốc. Ngoài Yuna, Lâm Canh Tân, tác phẩm còn tập hợp nhiều gương mặt diễn viên Trung Hàn sáng giá khác như Cao Dĩ Tường, Nghiêm Khoan, Cổ Lực Na Trác, Kim Jun Hun, Triệu Hàn Anh Tử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.